Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại Thụy Điển. Hôm nay là mấy ngày cuối năm bận rộn. Ôi giời. Trời ơi. Xéo chút xíu đó, cái điện thoại đó ông quỷ. Đang quay chứ chả cắt. Sao mà anh la rồi cái áo rồi cái tưởng đứt tay. Quỷ sứ. Đó có. Nè. Ê, giỡn giỡn có khi nào lát đứt tay thiệt nha. Cuối năm á mọi người bận rộn lắm nhưng mà vẫn tranh thủ làm mà mất bà già của em. Còn ở đây là hot girl Bình Tân nha mọi người. Hot girl này đang độc thân vui tính. Nhưng mà vui tính thì lâu lâu vui thôi. Có như là mẹ em đang tuyển người yêu đó. Mẹ Phu nói là mẹ em đang tuyển người yêu. Có ông bà cô chú nào mà cũng độc thân vừa vui tính giống mẹ em thì cứ liên hệ nha. Mẹ em đang làm bước dừa nè. Có hai đứa con thì khùng. Khùng đâu, cái này người ta đi kiếm kiếm người yêu cho mẹ mà. Khùng cái gì? Để tụi con kiếm cho nó an tâm. Để tụi con kiếm cho nó an tâm. Mày cứ Phú mày làm quá à. Phú mày làm như là mẹ không có mắt nhìn người vậy Phú à. Đó, cái này bước dừa này. Sao thấy cái này nó mỏng quá vậy mà. Non quá à. Rồi xào nó có lâu không? Nó mềm quá à, chắc nó hơi bị lâu hơn cái cứng cứng một chút quá hả? Trời ơi, thấy thương chưa? Trời ơi, thấy thương chưa? Khửi dừa mà bây giờ phòng tay hết trơn rồi. Kìa, bắt đền mẹ đi. Nói đi, bắt đền mẹ. Anh Mít, say rồi. Bắt đền mẹ. Bắt đền mẹ. Rồi, bắt đền mẹ kìa. Mít bắt đền mẹ kìa mẹ. Đền lại cho nguyên mâm mất phải không? Là khói là mê luôn á. Đợt trước về á, mẹ làm, mẹ em làm xong rồi bỏ theo nguyên một keo đem theo đi qua Thụy Điển. Đem về ảnh để dành ảnh ăn từ từ á, mà rốt cuộc mọi người biết sao không? Để dành quá cái nó bị lên dầu á mà. Ờ, còn nhưng mà hên nó còn lại có mấy miếng à. Xong cái kêu còn mấy miếng cái đem đi để ra vậy nó không dám ăn. Xong cái con vỡ ra phát hiện ra. Anh nói là anh để dành, nó cho cái này đâu có để dành được đâu. Để là nó lên dầu ăn hết ngon. Mà anh ăn luôn, ăn hết luôn, cây kệ của mẹ đem cho mà. Phải ăn cho hết. Thôi đem chứ. Cái này nếu mà nặng chanh vô là nó không lại đường là không có được. Không cái coi sao né vậy trời. Trái gì quá. Trời ơi, nó khô rồi nè mọi người. Mà sao cái màu nó ngộ quá vậy ta. Thôi kệ đi. Cái màu đẹp là hàng ở chợ. Hàng phẩm màu. Còn này là mình làm là hoàn toàn tự nhiên. Nó ra được vậy là cũng được rồi, cũng ngon rồi. Hấp dẫn mà. Màu hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc của chị Tám Dung. Đây chị Tám Dung. Lớn lên mọi người không nghe. Chào mọi người. Chào mọi người. Đi ra tới đây là đường hoa Nguyễn Huệ rồi nè mọi người ơi. Hôm nay là 30 Tết thì cả nhà mình sẽ đi ra đây đợi, không biết có đợi nổi không, để xem bắn pháo bông. Đông quá trời đông luôn. Hồi trước cái con đường này thì mình chạy xe vô được, nhưng mà bữa nay là người ta chặn lại rồi, không có được chạy xe vô, cho nên phải đi từ ở phía ngoài. Bên đây nè, phía ngoài bên đây là cái Sài Gòn Square nè, Sài Gòn Center nó ở đây nè. Đó là người ta chặn lại hết trơn, là phía trong đây nó giống như là cái nhà sách vậy đó. Trước cái Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh á, hôm nay á, người ta đang có một cái buổi live show nhạc á, chơi những cái nhạc dân tộc á. Anh Mít ảnh rất là thích, tại vì ảnh thích âm nhạc lắm mọi người. Anh có học qua đờn đồ này kia đó, cho nên ảnh khoái lắm. Đứng ở đây từ nãy tới giờ nè đó, mọi người thấy không, ngoài anh Mít ra thì hả, Alice nó còn cũng mê dữ lắm. Nó đứng nó nhảy rồi xong nó xuống nó nhảy luôn nữa. Rồi những ông bà cô chú mà đi coi đó, nó thấy nó sợ xin chụp hình quay phim quá trời luôn. Sophia với lại Julia không có hưởng ứng nhiệt tình á, tại vì ông bà cô chú biết làm sao không? Trưa này không có ngủ chưa, mệt quá leo lên xe taxi, xong ngủ mới được có 15-20 phút rồi là phải xuống xe, cho nên còn say ke đó. Còn chị Alice thì thôi, buổi trưa ngủ rồi, nạp đầy đủ năng lượng rồi, cho nên nhảy rất là sung luôn.
nhảy mà ta nói không cần nhìn thấy ai hết trơn hết trọi, cứ một mình là tự chiếm spotlight luôn á. Này á, tại vì mình quay hơi bị chậm á, chứ mắc cười lắm, Alice nó thấy người ta múa lân á, trời nó khoái quá trời, nó ngạc nhiên lắm, tại vì từ đó giờ nó chưa bao giờ được coi múa lân mà. Chị hai với chị ba thấy múa lân cũng mê lắm, đứng ở đây nè, coi say sưa luôn. Xong có cái chú kia đến tự nhiên đưa cái kẹo, cái nó nói với mình á là trời ơi vui quá mẹ ơi con được tặng kẹo. Nhưng mà không phải đâu, người ta đưa như vậy xong người ta bán 30.000 một cây kẹo á. Trời ơi, mới đi vô dạo được có một vòng mà bà ngoại chụp được cho mấy tấm hình là sẽ nhìn qua nó thấy ở đây có McDonald's nè, là mấy đứa nhỏ nó đòi vô ăn liền ngay lập tức luôn. Đồ ăn tới rồi. Em có cái khương cà không? Mình ra ngoài đó mình ăn. Mà em cà khuến. Thôi cái đó của con, mấy con lấy này con ăn đi. Trời trong đây nó có máy lạnh ngồi á, khỏe dễ sợ luôn á, ngoài á đông quá trời luôn mọi người, trời nó nóng ơi là nóng. Có đồ chơi gì vậy? Đâu đi chứ mấy ba con có đồ chơi gì vậy? À con này là con gì á? Mấy đứa nhỏ nó vô đây nó ăn mấy cái phần này đó, nó chỉ coi chủ yếu là cái đồ chơi gì thôi à. Rồi Alice đói bụng rồi, Alice nó cắm tương cà liền lập tức luôn. McDonald's ở Việt Nam nó có cơm á mọi người, nhìn ngon quá trời luôn nè. Một cái phần này rất là rẻ nha, có 49.000 một phần như vậy, 39.49 vậy á, 39.000 rất là rẻ. À, cái này là tương ớt có tỏi, cái này là chỉ là ớt thôi. Chó ăn mít ngon không? Smoke kê ra xong mít phẹt đi á. Ung nhiên phẹt. Better than mít phẹt đi á. Oh, okay. Okay, không có problem. Anh mít, mình hỏi anh mít là ăn cái bánh hamburger là có ngon không? Anh nói là bánh hamburger ở Việt Nam làm McDonald's Việt Nam làm ngon hơn của Thụy Điển.
thử cái cơm. Ngon nha. Ok lắm á. No. Bây giờ đi lấy kem. Đặt mua kem rồi nhưng mà bên đây ăn xong rồi mình sẽ đi lấy kem sau. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy đây. Glass ở Việt Nam với lại kem ở Việt Nam với lại kem ở Thụy Điển, kem nào ngon hơn? Này kem nào ngon hơn? Ở Thụy Điển với Việt Nam cái nào ngon hơn? Việt Nam ngon hơn hả? Trời trời, về Việt Nam khen Việt Nam. Ngon. Ngon. Alice nó nói ngon kìa. Alice. Alice còn nói ngon, nãy nó mới nói ngon mà. Alice ngon. Alice ngon. Kìa, đút cho em ăn kìa, em nói ngon kìa. Alice ngon. Ngon. Alice nói đi ngon. Alice nói đi ngon. 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 Nói đi, ngon. Con ai mà xấu quá vậy ta? Julia xấu hay là Julia đẹp? Julia đẹp. Julia đẹp hả? À? Em Alice có đẹp không? Em Alice có đẹp không? Sao Sophia nói gì? Mẹ đẹp hả? Trời, cảm ơn Sophia nha. Vậy Sophia có đẹp không? Rồi, ba có đẹp không? Dạ đẹp. À bà ngoại đẹp, em Alice đẹp. Ăn uống no nê rồi, từ ở trên McDonald's nhìn xuống thì thấy dòng người nó cũng thưa thớt bớt rồi mọi người. Thì giờ này cũng mới có tầm 9 giờ mấy thôi à. Nên bây giờ mình sẽ xuống đi dạo thêm một vòng nữa. Họ đi ra đây nè, nãy giờ thấy mấy cô này là thổi cái bong bóng ra bay bay ra đã quá trời luôn. Cho nên nó hả, tụi nó đòi mua 90 nghìn một con này. Bây giờ bà chuẩn bị bà làm nè, bà gắn vô. À có pin luôn á mà. À. Ủa cô, ví dụ giờ nó hết xà bông rồi, mình dùng cái xà bông gì được cô? Keo tàu bọt, bây giờ nó hết rồi làm sao? Cô muốn đổ, cô bắn, cô đổ này vô cô bắn. À. Một cái cây nó 20 ngàn mà được 2 hũ. Dạ. Gửi tiền cô. Sophia nó đến đây nữa, nó bị dính ở đây luôn rồi.
mình hỏi nó có muốn mua không để mày mua cho con, nó nói vậy là mọi người nghe thương lắm. Không, con đứng ở đây để con học hỏi coi chú làm như thế nào, để con về con học, con tự làm tặng mẹ. Trời ơi, nghe mà mát lòng mát dạ. À, ngoài ra thì ở đây cũng có bán thêm bánh tráng nướng nè, rồi cá viên chiên nè. Cái điều này hồi rất là lâu rồi, hồi trước đây mình đi đường hoa thì không có. Đó, đi ra thấy bông bóng cái là mê quá là đòi đó. 50.000 một con, giờ mua cho mỗi đứa một con. Hồi nãy là mua cái máy tạo bọt bông bóng rồi, mà mua một cái à, xong hai chỉ gây lộn. Bây giờ cho cái đó cho Alice. Bây giờ hai đứa nó lấy hai cái bông bóng. Rồi, cảm ơn bà ngoại đi. Con nói lại đàng hoàng này, con nói lại đi. Sophia, con nói nè, cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Ôm bà ngoại cái đi. Julia, ôm bà ngoại, cảm ơn bà ngoại đi. Rồi, đi về. Tối rồi mọi người ơi, 11 giờ đêm rồi. Alice nó ngủ rồi, không có đi coi bắn bóng rổ được. Bây giờ đi, cho mấy đứa nhỏ đi về với bà ngoại. Sau đó là tụi mình sẽ đánh lẻ đi riêng. Alice mệt quá, Alice ngủ rồi ông bà cô chú ơi. Sáng giờ Alice ngủ chưa rồi đó, mà giờ này mới có 10 giờ rưỡi đêm thôi à, mà Alice đã ngủ trước rồi. Alice nó ngủ rồi, bây giờ cả nhà mình đi về thôi. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ gia đình nhà dịch. Mến chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye mọi người.